Ngân Nghe Channel xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Lô dép đặt ngày hôm nay cũng đa dạng mẫu mã, đa dạng các loại đế luôn mọi người ơi. Đó, mọi người nhìn nè. Đó, và mẫu nè, và màu nè. Đây. Và đây là mẫu chữ V. Đó, mình gò vào, khách đặt gò vào đế 5 phân. Đây mọi người. Đó. Khi làm xong, may xung quanh kỹ lưỡng, làm đúng chất liệu da, qua da, lót da và mặt da. Giá một đôi là 215.000 cộng 25.000 tiền phí ship, tổng cộng là 240.000. Đó, và đây là một mẫu, đây cũng mẫu chữ V nhưng mà số 40. Còn đây là mẫu chữ V, một anh khách đặt là 3 đôi luôn mọi người. Thì 3 đôi đây. Và gò vào đế 3 phân. Với giá là 255.000 cộng 25.000 tiền phí ship, tổng là 280.000. Khi làm xong, may xung quanh kỹ lưỡng, làm đúng chất liệu da, qua da, lót da và mặt da. Còn với cái đặc biệt cái đôi này, đây mọi người. Đó. Thì cái khách này là bị một chân cao chân thấp. Một bên là 4 phân. Còn chiếc bên này, đây. Chiếc bên này là 2 phân, nhưng mà khách là một chân to, một chân nhỏ, một chân là số 40, một chân là số 41. Đây ạ, chân 41, chân 40. Đó, và phối hôm nay, chân phải 40, chân trái là 41. Đó. Mẫu này. Nhà mình là có nhận đặt chân cao, chân thấp, chân to, chân nhỏ. Và bên đây là mẫu BT. Mẫu BT thì cái đế khác nha mọi người, mẫu quai cũng khác. Mẫu quai mình có rất là nhiều mẫu quai. Nếu mọi người có thể muốn xem mẫu thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0363564582. Số điện thoại đó thì mọi người muốn nhắn tin qua Zalo rồi cho đỡ tốn tiền thì cũng được. Đó. Một đôi là 320.000 cộng 25.000 tiền phí ship, tổng cộng là 345.000. Đấy, mẫu BT này nha mọi người ơi. Và đây là mẫu chữ N, gò vào đế 3 phân. Đó, đẹp, trẻ trung, năng động. Đấy mọi người, đẹp lắm, mình thấy rất là đẹp, rất là hay. 255.000 cộng 25.000 tiền phí ship, tổng cộng là 280.000. Đấy, tất cả các loại dép thì mình cũng đã giới thiệu với mọi người xong. Đấy. Và bây giờ thì mình xin mời mọi người xem cách làm của nhà mình nha. Rồi, đây là ông xã mình gấp mặt nha mọi người. Đây. Rồi qua mấy cua thì qua chỗ cái gót cái mũi thì ông xã mình gấp bằng cái móng. Đây miếng pho keo, miếng mút và miếng da đây nha mọi người, miếng da bọc lên đây. Khi gấp xong thì sẽ mình đập miếng da với miếng da nó dính vô cái miếng pho đó. Đấy. Và đây là quai, lung tung loại quai. Đấy. BT. Quai, quai. Đây là quai chữ N. Đây là quai nhị. Đó, mọi người thấy lung tung không? Bên này thì mình phơi đế rồi ra. Đây. Để lung tung vậy đó. Mới có bôi keo xong, phải cho để cho nó khô. Rồi riêng cái đế BT nha mọi người, sau khi mà bo mặt đồ xong thì ông xã của mình lại ráp cái mặt không vào trong đế trước. Và trước khi ráp thì hơi lên bếp lửa đó mọi người. Rồi ráp hơi đủ độ nóng thì ông xã mình ráp vào cái mặt dép, ráp vào trong cái đế. Sau khi mà ráp cái miếng mặt xong thì giờ dán cái miếng da kiện lên trên cái mặt mút. Đây. Có những cái loại dép làm khác nhau, dép BT, dép may chữ X là những cách khác nhau hết nha mọi người. Còn như đế 5 phân, đồ đế 3 phân, mỗi loại cũng có mỗi cái cách làm nó khác nhau hết.
Đó, khi nhà mình cái miếng mặt bọc ở trên đó là làm hoàn toàn bằng da luôn nha mọi người. Rồi sau khi mà dán cái miếng mặt da vô đến mọi người dư này. Đó, bây giờ xã của mình ngồi cắt ra. Dán bàn luôn mà dán dư bây giờ ngồi cắt thấy mặt ong ghê không? Biết nhiều bàn đầu lỡ nó hụt sao không? Phải phe cho nó chuẩn dán luôn một lần. Rồi mặt BT sau khi ráp xong nha mọi người, còn mặt đây đây đi mà ngóc xong hết quay giờ đi xe máy nhà là cầm bo cái đường đi tới cát đó. Đây mọi người ơi, sau khi mà chà xong rồi vào in logo thương hiệu của nhà mình thì có những khách thì in, có những khách thì không in. Ông xã mình chia quay ra, quay nào ra loại đế đó. Đấy, quay vô mặt đó. Đây. Rồi đã canh quay đây nha mọi người. Đây, đã canh quay là có dấu chấm chấm trắng đó. Đây. Rồi ông xã mình mổ mặt rồi đấy, đem mổ mặt đây, cái đây là BT, đây là đế 5 phân này mọi người, ở lung tung đế vậy đó, còn đây là đế 3 phân này, đây. Đây đế 2 phân rưỡi. Đây, bây giờ tiếp tục thì ông xã của mình mổ mặt xong thì xỏ quai thật sợ lắm. Rồi và cứ như vậy thì ông sẽ của mình sẽ xỏ hết cái quai này lại nha mọi người. Rồi mọi người cùng xem nha. Rồi sau khi mà xỏ quai xong thì đây ông sẽ mình đã bôi keo và nó cũng đã khô rồi nha mọi người. Thì bây giờ là tiến hành gò. Trước khi gò là ông sẽ mình có đóng đinh đó, đóng chỉnh phôm đâu vào đó cho ổn định đó mọi người, một cây trước một cây sau, rồi sau đó là mới gò nha mọi người. Rồi và sau khi gò xong thì ông xã của mình bạc cái chân quai để khi mà ráp làm không có cộm một cục ở trên cái chỗ cái trong cái chỗ cái chân quai đó. Nếu mọi người thấy kênh Ngân Nga hay hữu ích thì hãy đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ rộng rãi để nhiều bà con trên mọi miền đất nước biết và sử dụng đến đúng chất liệu hàng da, quai da, lót da, mặt da và làm hàng làm thủ công thực tế, rõ ràng và cụ thể. Đấy. Và bây giờ cứ như vậy và ông xã của mình sẽ gò cho xong hết cái dép đây. Đây mọi người. Và đây là đế 3 phân. Đó. Đế 3 phân này. Đây. Và đây là đế 5 phân. Đó. Rồi đây, mọi người ơi, dép đã được gò xong. Đó. Qua N, qua nhị, rồi qua chữ V. Qua chữ V khách chuộng lắm nha mọi người. Chứ là cái quay này. Đó, khách thích lắm, khách cứ đặt liên tục mình làm. Và sau khi gò rồi xong hết này nha mọi người, thì giờ mình sẽ của mình bôi keo để ráp này. Ráp cái này là đế nó có cái đường biên lên một tí, cái đường nhiễu á. Thank you.
là sau khi ông xã mình bôi xong là dựng ra cho nó khô nha mọi người. Và tiếp tục thì bôi cho hết cái đây đó. Rồi sau khi bôi keo cho mọi người, phơi ra cho nó khô thì cũng đã khô, thì bây giờ bắt đầu ráp. Rồi hơ lên lửa ráp. Rồi sau khi mà mặt ráp vào đế xong thì đưa lên máy ép, ép hơ. Đấy. Rồi ráp xong bỏ ra này, tiếp tục ráp cho hết cái số còn lại đây nha mọi người. Và bên này thì cũng đã ráp được mấy đôi rồi này. Rồi đây, dép đã được gò ráp rồi xong nha mọi người. Thì đây là kiểu N, đây kiểu BT, đây cái mẫu 81 nè, mẫu chữ V. Và bên này là mẫu chân cao chân thấp cho một bạn đặt. Đây, một bên là 2 phân, một bên là 4 phân. Đây, một chân 40, một chân 41. Đây, cái mẫu hoa nhị. Và ai có nhu cầu mà đặt chân cao, chân thấp, chân to, chân nhỏ thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0363 564 582. Đây, và bạn này là đặt cái mẫu này. Đó. Mẫu hoa nhị. Còn này là mẫu chữ V. Đây là cái anh ở thành phố Hồ Chí Minh đặt 3 đôi. Và cái dép đây với giá là dép 3 phân nha mọi người, là 255.000 cộng 25.000 tiền phí ship, tổng cộng là 280.000. Và đây là mẫu chữ V màu nâu, khách đặt vào đế 5 phân. Đây, để được may xung quanh kỹ lưỡng. Đó. Khi nhà mình làm đúng chất liệu da, quay da, lót da và mặt da, với giá là 215.000 cộng 25.000 tiền phí ship, tổng cộng là 240.000. Và đây là mẫu dép BT. Đó. 320.000 cộng 25.000 tiền phí ship, tổng cộng là 345.000. Đây là mẫu chữ N. Đây mọi người, đó. Gò đế 3 phân. Với giá 255.000 cộng 25.000 tiền phí ship, tổng là 280. Đó, khi nhà mình làm xong thì đều được may xung quanh kỹ lưỡng, làm đúng chất liệu da, quay da, lót da và mặt da. Và bây giờ thì mình xin chào mọi người, hẹn mọi người ở những video sau. Xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc để thành công trong cuộc sống.